Ok, chào anh em. Hôm nay mình sẽ tiếp tục tổ chức event cho anh em đây. Rồi, tiếp tục là những món quà hashtag dành cho tất cả các bạn. Bữa trước thì mình đã tặng những vương sư vương cho tất cả các bạn may mắn rồi. Mình chọn ra những bạn may mắn nhất thì mình sẽ tặng cho anh em. Rồi, mình sẽ vào phần trung tâm quà tặng này. Anh em nào ủng hộ và giúp đỡ mình trong thời gian qua. Ok, video hôm nay kết thúc tại đây. Chúng ta sẽ cùng đến với... Rồi, chúng ta đã vào trận. Lát người. Kêu mấy chưa đây anh em ơi. Quy trước nhở. Mình sẽ đi ăn cái bãi chim thôi. Mình ăn bãi chim thôi. W à? Chạy đi. Đỡ cho anh ta. Thôi, anh em tập trung về. Về nhà ngay. Giữ nguyên đội hình. Để một chút thì mình sẽ lên top ngay bây giờ. Ôi, tao còn Z nữa chứ. Đéo muốn chơi rồi. Thêm nữa là cả CV nữa trời. Không xong rồi. Tội ông này quá. Mình lên chắn sẽ thêm một nạn nhân nữa. Xong xong rồi. Lúc này chỉ ôm farm lấy kinh nghiệm thôi để mình đi farm rừng. Quá nhiều chiêu thức. Quá nhầy rồi. Đi farm rừng vậy. Mình
lên kia cũng sẽ bị ăn hành mà thôi. Lucian lên cộng QW trước thì có thể có một chút máu. Chưa kịp tới. Đấy, chút nào. Chút cái binh lắm đấy nhở. Cứ bình tĩnh cho tôi cái, không phải xoắn lên cả, cứ gì mà cứ ping lắm lên. Ta một tí nha. Chỉ đứng ở sau thôi, đã có chút mình lên bây giờ đấy. Không việc gì phải xoắn lên. Lao như tên lửa ở đây mà. Ok, 7-0 rồi. Giờ chút mình ganh anh em bây giờ. Em cứ bình tĩnh. Phải xoắn lên. Phát ui rồi, nát người ngay. Đợi chút mình xuống đây. Vừa lơ anh em ạ.
Xong. Không thể cứu được rồi. Chết mất rồi. Phần xử lý hơi ngu tí. Sao chúng ta vẫn rất là tanh ở đây. Chết rồi. Oh yeah. Đánh mày đâu? Đánh mày nó nổ tao chết à? Đánh nó nổ phát là vỡ mặt đấy anh em ạ. Chúng mình thì không dám bên cao rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ lên hoàn thành nốt cái món hay là món này đi nhỉ? Đấy. Tí gồng lên. Oh yeah. Okay, cảm ơn anh em đã ủng hộ mình nhá. Đánh cho tất cả anh em đều xanh lên. Chết luôn kìa. Úp phát gần ngất luôn. Con ngựa để chơi trưởng thế anh em ạ. Bắt đầu mình chơi con này ấy. Thề thật đi. Đến cái tàu hợp nữa nào. Chạy. Oh,
Hơi thất vọng một chút. Mình sẽ liều. Bốc hơi thật trưởng. Chết tiếp. Hay quá ông ơi. Bắt lại tôi, đã bắt lại tôi. Nào quay lại đây mày, chủ những tên lửa ấy, đâu chưa con này luôn ấy, về thật cái này đúng sướng luôn anh em ạ. Triple kill. Có thể nhìn cái chắc AK hết rồi đấy. Biết ngay mà. Lôi nó ra Thread ơi. Thread của tôi đâu rồi? Đây lôi mấy thằng cò ấy ra nào. Cứ nuôi nuôi trong nhà thôi. Nào. Nó lên cao cao tí các bạn. Mình có thể tìm nó được. Này là không dám ra khỏi nhà. Ủa ơi. Chết rồi. Dại rồi. Ok mình sẽ lên thêm cái giáp thiên thần nữa. Giáp thiên thần, giáp thiên thần, giáp thiên thần. Đấy. Giờ thì bao mạnh luôn. À. Húc phát là bốc hơi mấy cái thằng cờ hó này luôn. Nãy danh. Anh em chuẩn bị xem mình chạy tốc độ 19 cây số. À đây. Nào. Đi đâu? Gồng lục phát nhá. Gồng lục phát này. Chết rồi. Tí nữa thì chết. Nào nào ra đây. À quý vị xem mình sẽ kêu chạy tốc độ. Ủa. Tốc độ bàn thờ 1000 km một giờ. Thôi win thôi. Cái màn thì AFK hết rồi. Anh em thấy thích video thì đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn anh em đã xem nhá.